Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu đồ chơi gỗ mới cho năm mới 2014. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo mình để mà tham quan các mẫu đồ gỗ mới nhé. Mời các bạn qua đây. Mẫu đồ gỗ này là nhà 3 trong 1, well, bập bên. Tất cả đều có màu sắc rất là đẹp. Đây là cái nhà tắm. Cái nhà tắm cho các bé hamster. Mình có thể sử dụng làm món ăn. Làm món ăn cũng được. Mình sẽ cho đồ ăn hoặc là cái tắm vào đây. Thì các bé sẽ vô đây, các bé ăn và tắm vô đây. Thêm một mẫu nhà tắm nữa là nhà tắm hình cái bồn tắm có cái vòi luôn nè. Cái này mình sẽ cho các tắm vào. Thì các bé hamster sẽ vào đây, các bé tắm trong đây. Thì cái loại này nó có rất là nhiều màu sắc, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu xanh. Rồi cầu tuột, đây cầu tuột cổ tròn, rất là công phu, màu sắc thì rất là đẹp. Các bạn thích đồ chơi cho các bé nhiều loại và đa dạng thì các bé có thể các bạn có thể ghé shop và chọn những cái mẫu đồ chơi này rất là nhiều. Và đặc biệt là các đồ chơi này đều bằng gỗ và được sơn một lớp sơn để mà chống nước, các bạn có thể chùi rửa thoải mái mà nó không bị bị bám mùi hay là bị gãy, bị rớt gỗ ra như là những cái loại như cái loại gỗ cũ, những cái loại mẫu đồ chơi gỗ cũ thì nó không có được cái lớp sơn màu ở bên ngoài bảo vệ, cho nên là nó khi mà các bạn chùi rửa hoặc là khi mà ham nó tè lên thì nó sẽ bị dính mùi và mình sẽ rửa không có đi được cái mùi nó sẽ ám hoài, cái mùi nước tiểu phân gì đó nó sẽ ám hoài và những cái phân dơ nó sẽ bị dính ở trên lớp gỗ này, nó không bị nó không bị trôi đi khi mà mình rửa. Và khi mà mình rửa thì một số loại như là loại well này thì có một số loại như well này thì khi mà mình rửa thì nó sẽ bị bong ra, bị xúc ra. Thì để khắc phục cái điểm yếu này thì mình đã cho sơn một lớp sơn và một lớp vẹt ni lên, thì nhằm mục đích là vừa làm đẹp cho cái sản phẩm đồ chơi gỗ thêm đa sắc màu và đa dạng hơn, và cũng là để bảo vệ nhằm tăng cao cái chất lượng để mà khi mà các bạn chùi rửa hoặc là khi kham nó tè lên thì mình sẽ chùi rửa dễ dàng hơn mà không bị bong chóc cái đồ gỗ mình ra. Các bạn tham khảo rất là nhiều mẫu ở đây. Cái này là cái bồn tắm, cũng là một cái bể bơi, hồ bơi. Gọi là hồ bơi thôi, thì mình sẽ cho cái tắm vô đây. Các bạn sẽ vô đây các bạn tắm. Cái này là mẫu nhà ăn tem. Ghế công viên nữa nè. Rất là nhiều ha. Bây giờ các bạn có thể tham quan từng cái. Và để cho các bạn có thể thực tế hơn thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái chuồng, mình sẽ để đồ chơi vào và cho các bé vào chơi để các bạn cùng tham khảo ha. Đây là một cái chuồng mà mình đã để sẵn đồ chơi sẵn trong cổng rồi, thì các bạn có thấy là khi mà mình phối hợp với chuồng nét quay thì nó rất là đẹp. Đối với một số bạn, nếu mà có sẵn chuồng rồi thì mình có thể đến shop để mà
mua thêm đồ chơi gỗ màu và các loại đồ chơi khác về để mình trang trí trong cái chuồng cho thêm sinh động. Và nếu mà các bạn chưa có chuồng mà chưa có đồ chơi thì các bạn có thể ghé shop để chọn cho mình một cái chuồng mà những món đồ chơi thật là hợp ý mình ha. Bây giờ thì mình sẽ cho Hunter vào trong cái chuồng này để cho các bạn cùng tham khảo. Trong cái chuồng này thì mình đã để đầy đủ tất cả những món đồ mà một bé Hunter nó cần, như là nhà ngủ, nhà chơi, well chạy, nhà tắm, máng ăn, và cái lỗ chui, cái dây chui cho nó. Bây giờ mình sẽ để Hunter vào. Chuồng ở đây thì do mình tự thiết kế, nên là mình có thể thiết kế theo ý của mình, hoặc là các bạn có nếu mà có ý tưởng gì đó thì có thể góp ý với mình thì mình sẽ thiết kế theo ý của các bạn. Và trên đây là một cái mẫu mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu các bạn thích thú thì xin mời đến shop để mà cùng cùng rước về những cái chuồng nhà đồ chơi mà mình yêu thích ha. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại tại shop. Xin cảm ơn.